Kính đê. Bơi ở đâu? Cá thui à hay là cá đốt đấy nhỉ? Cá khó. Anh khẳng định nếu mà ở đây đi bơi chắc không bây giờ là cũng chụp kem khác với chèo điện thoại cũng tìm cho con phái ở đây. Chỉnh tìm nó xem nó. Bà hỏi John iPad 60 bà John. Nong thịt đi. Thì bà. Mình nó cay lắm thành ạ. Nó chỉ muốn đi thi với tao. Nó hính thèm, hính thèm khàng thèm một xíu nó về. Cái thịt mình đó. Cuối bóng nó là khó tăng chôn thì nó hiền đó. Cá đốt. Nó hiền cái bệnh viện. Còn nè, chữ nó. Cái này sau khi nó hiện ra nó vui lắm mẹ. Đi pến nó rồi nó chừng nó. Tốn đi pến nó rồi, khó khăn mấy. Vậy sáng 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 sáng. Một thằng thì mãi đi ăn chuối, một thằng thì hai thằng thì mãi, một thằng thì đi vừa quay video, một thằng đi được chụp ảnh. Mày chụp cho anh cái mà. Chị là điểm tựa duy nhất của em.